Ngọc nữ khiến cả châu Á điêu đứng, mất sự nghiệp vì scandal, giờ sắc vóc lên xuống như đồ thị hình xin. Với nhan sắc băng thanh ngọc khiết, trong trẻo vặn người mê, nữ diễn viên còn được mệnh danh là ngọc nữ của xứ cảng. Trung Hân Đồng là một trong những mỹ nhân nổi tiếng Hồng Kông, Trung Quốc với nhan sắc khiến ai cũng phải mê mẩn. Bước vào ngành giải trí ở độ tuổi 20 khi ra mắt là thành viên của nhóm Twins, mỹ nhân sinh năm 1981 đã gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, xuất thần. Cô sở hữu nhan sắc trời phú với đường nét khuôn mặt hoàn hảo, thanh thoát, đôi mắt to tròn long lanh cùng làn da trắng sáng. Với nhan sắc băng thanh ngọc khiết, trong trẻo vặn người mê, nữ diễn viên còn được mệnh danh là ngọc nữ của xứ cảng. Từng có một sự nghiệp ấn tượng từ âm nhạc đến điện ảnh nhưng Trung Hân Đồng dường như sụp đổ hoàn toàn bởi scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy. Hình tượng ngọc nữ thuần khiết, trong sáng của cô cũng khó lòng mà đã mở họp báo xin lỗi. Sau đó, TVKNS cũng đóng băng hoạt động và Trung Hân Đồng phải tạm rời showbiz một năm để dư luận nguôi ngoai. Trở lại làng giải trí sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục bị công chúng ghẻ lạnh, cô phải mất gần 10 năm để được công chúng đón nhận trở lại. Tuy nhiên, lúc này, tuổi tác và diễn xuất của ngọc nữ nức tiếng một thời đều đã bị mai một, không còn có thể cạnh tranh với các đồng nghiệp cùng trang lứa. Với đàn em thì càng khó hơn. Những bộ phim có sự góp mặt của nữ diễn viên đều không tạo được tiếng vang, cô phải chuyển sang tham gia chương trình giải trí để cứu vớt lại danh tiếng. Không những mất đi sự nghiệp, đường tình duyên của Trung Hân Đồng cũng không kém phần lận đận. Ở tuổi U45, cô vẫn lẻ bóng một mình sau cuộc ly hôn ồn ào với Lại Hoàng Quốc. Chưa dừng lại ở đó, nhan sắc của mỹ nhân xứ cảng cũng trồi sụt thất thường. Có lúc, cô khiến dân tình không khỏi trầm trồ với nhan sắc tươi trẻ, xinh đẹp ngay cả qua ống kính cam thường. Nhưng cũng có lúc, nữ diễn viên khiến công chúng không khỏi nhận ra vì tăng cân.